Việt Qua TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn vui tươi, lạc quan và yêu đời. Xin gửi đến quý vị một tin tức rất nhân văn tại Việt Nam, đó là nam sinh ung thư nhận bằng tốt nghiệp trước ngày qua đời. Buổi trao bằng tốt nghiệp của Khang, cậu sinh viên bị ung thư máu và mất sau khi hoàn thành ước nguyện cầm bằng trên tay một ngày sau đó, khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt. Nguyễn Đông Khang là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thực phẩm, khoa nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ. Cậu vốn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là người vui vẻ, lạc quan. Khai phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu vào năm 2019, khi cậu đang là sinh viên năm thứ ba, với bao ước mơ hoài bão về một tương lai tươi sáng phía trước. Tuy là bị căn bệnh quái ác hoành hành, nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày. Vượt lên chính mình, sống chung với bệnh tật, Khang cố gắng lạc quan và quay lại trường để hoàn thành những học phần cuối cùng tại giảng đường đại học. Đây là điều không hề dễ dàng với bất cứ ai khi biết tử thần luôn rình rập. Khang vốn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là người vui vẻ, lạc quan. Khang từng nói với những người đã từng giúp đỡ mình rằng, khi khỏi bệnh, số tiền quyên góp nếu còn dư, em sẽ hỗ trợ lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong suốt gần một năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật, Khang đã cố gắng hoàn thành xong chương trình học và đợi đến ngày nhận bằng. Qua tâm sự của gia đình, Khang muốn có cơ hội được tham dự lễ tốt nghiệp, tận tay cầm tấm bằng danh giá và chia sẻ niềm vui sướng vào ngày vui này cùng gia đình mình. Nhưng vào ngày 17 tháng 4, Khang được chuyển về nhà do bệnh tình của em chuyển biến xấu. Nghe tin, cô Trần Thanh Trúc, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đã liên hệ nhận quyết định bảng điểm bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục cho Khang, thống nhất sáng ngày 18 tháng 4 đến thăm và trao cho em. Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi hoàn toàn sức sống và thanh xuân của em. Khi em nóng sốt, lúc lại chuyển sang lạnh liên tục. Dù mệt nhưng em luôn nhắc, ngày mai cô Trúc sẽ mang bằng tốt nghiệp cho con. Cô Trúc nghẹn ngào kể lại. Anh Nguyễn Thanh Tùng, một người luôn đồng hành giúp đỡ Khang trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, cho biết, vì em không thể ngồi dậy nên mọi người quyết định mặc áo cho em. Trao hồ sơ, bảng điểm và tấm bằng tốt nghiệp loại khá cho học trò, cô Trúc không kìm nén được cảm xúc. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, ắt hẳn sẽ rất vui, nhưng rõ ràng chúng tôi không ai có thể cười nổi. Tuy nhiên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, vì phần nào đã giúp em hoàn thành tâm niệm được nhận bằng tốt nghiệp, anh Tùng nói. Riêng Khang, em như được tiếp thêm động lực và tỉnh táo hơn, nhờ người nhà lấy nước cho cô Trúc, chú Tùng và bạn bè uống. Em chu đáo, quan tâm đến người khác, dù thời gian giữ được sự sống chỉ còn đếm bằng giờ. Ai khi chứng kiến giây phút ấy cũng không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt. Chỉ riêng em, đôi mắt sáng lên thấy rõ. Cô Trúc đến gần hỏi Khang còn mong muốn làm điều gì nữa không? Khang đã nhờ cô gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô, bạn bè và những mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, động viên em thời gian qua. Khi chúng tôi ra về, nghe kể lại sau đó em đã khóc, giọt nước mắt xúc động, cũng có thể là giọt nước mắt hạnh phúc vì em hoàn thành được tâm nguyện của mình, anh Tùng chia sẻ. Khang đã trút hơi thở cuối cùng vào 14h45 phút chiều ngày 19 tháng 4 trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè. Nhưng em mỉm cười vì ước nguyện cuối cùng của mình đã được thực hiện. Việt Qua TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt Qua TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân trên ban cho. Xin trân trọng, kính chào.